Xin chào quý vị và các bạn. Được sánh ngang với những băng đảng tội phạm nổi tiếng trên thế giới, Yakuza Nhật Bản được coi là một tổ chức tội ác có quyền lực ngầm mạnh nhất trên toàn cầu. Tuy nhiên, các hoạt động và vai trò xã hội của Yakuza rất khác so với các tổ chức tội phạm khác. Hôm nay, xin mời các bạn cùng tìm hiểu về băng đảng Yakuza trong video này nhé. Nếu các bạn thích, hãy đăng ký kênh và like, share, chia sẻ giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sự ra đời của tổ chức Yakuza Nhật Bản. Với lịch sử hoạt động hơn 300 năm và những nguyên tắc chặt chẽ tương tự mafia, Yakuza Nhật Bản đang ngày càng lớn mạnh và mở rộng thêm tầm ảnh hưởng. Vào thời kỳ Edo, năm 1603 tới năm 1867, Yakuza gồm những nhóm tội phạm nhỏ, chuyên bảo kê các chợ phiên, sau đó làm lính đánh thuê cho các sứ quân. Năm 1881, Yakuza được tập hợp lại trong một tổ chức có tên gọi là Thương hội Biển Đen, chuyên hoạt động trên biển và giết người thuê. Đánh mất tinh thần thượng võ, những người này hành động với mục đích duy nhất là kiếm tiền. Không những vậy, sự tàn ác cùng với bản chất xấu biến họ trở thành ác quỷ dưới sự sai khiến của đồng tiền. Tuy nhiên, khi lượng binh sĩ hắc ám không còn được quan phủ sử dụng vào thời Tokugawa năm 1543 đến 1616, họ trở thành đội quân cướp phá khổng lồ, sẵn sàng tàn phá, cướp bóc bất kể vùng nào mà họ đi qua. Đây chính là tiền thân cho mafia Nhật Bản sau này. Các Yakuza phân chia thành 3 nhóm chính, gồm Tekiya, những người bán hàng rong trên phố, Bakuto là những con bạc, và Gurentai là những tên lưu manh. 8 sự thật ít biết về tổ chức tội phạm khét tiếng xứ Phù Tang. Sokaya, một trong những hoạt động liên quan đến Yakuza không thể không nhắc là Sokaya, tức một nhóm người mua cổ phần công ty để trở thành cổ đông chính thức và được dự các cuộc họp cổ đông. Trước khi họp cổ đông, Sokaya thu thập mọi thông tin tiêu cực về công ty và ban lãnh đạo công ty, chẳng hạn như bổ nhí, trốn thuế, điều kiện an toàn lao động kém, ô nhiễm môi trường. Sau đó gặp ban lãnh đạo công ty và đe dọa tiết lộ tất cả nếu không được bồi thường. Và nếu nạn nhân từ chối, Sokaya sẽ nói huyệt tuyệt trong phiên họp cổ đông. Tại Nhật, nơi người ta sợ sự hoen ố thanh danh còn hơn lo ngại đến tính mạng mình, kiểu tống tiền như Sokaya gần như luôn luôn thành công. Và hoạt động Sokaya không giới hạn tại đó. Có khi Sokaya thành lập câu lạc bộ ma, tổ chức chương trình gây quỹ và vé mời thưởng phát cho các doanh nhân tên tuổi. Ai không dự, hoặc dự mà không góp quỹ thì khó có đường sống với Yakuza. Theo cùng cách, Sokaya cũng tổ chức các chương trình xã hội, chẳng hạn thi hoa hậu hoặc giải gôn thiếu niên, cốt để kiếm tiền tài trợ. Đến năm 1982, khi mà Sokaya đã quá lộng hành trong nền kinh tế Nhật Bản, chính phủ nước này đã phải ban hành luật để các công ty không trả cho bọn tống tiền. Thật không may, đạo luật không hiệu quả lắm, ngược lại còn khiến các hoạt động ngầm của Yakuza ngày càng phức tạp hơn. Chiến thuật hiệu quả nhất được đưa ra cho đến nay là các công ty lớn ở Nhật Bản đều sắp xếp các cuộc họp cổ đông vào cùng một ngày. Như vậy, các băng đảng này không thể xuất hiện cùng lúc ở nhiều nơi. Hiện nay, có tới 90% các công ty trên thị trường chứng khoán Tokyo tổ chức các cuộc họp cổ đông hàng năm vào cùng một ngày. Yakuza cũng làm việc thiện. Khi Nhật Bản gặp phải thảm họa sóng thần năm 2011, chính lực lượng Yakuza là người đầu tiên gửi hàng nhân đạo tới các khu vực thảm họa. Đó cũng không phải là lần đầu tiên. Năm 1995, khi trận động đất lớn xảy ra tại Kobe, thành phố lớn thứ 5 của Nhật Bản, chính Yakuza đã dùng xe máy, tàu, thậm chí cả máy bay trực thăng để vận chuyển hàng cứu trợ đi khắp thành phố. Ngoài mục tiêu thiện nguyện, Yakuza còn có mục đích lợi nhuận. Một vài tháng sau khi trận động đất năm 2011, các tổ chức Yakuza tranh giành nhau những hợp đồng xây dựng của chính phủ. Quy mô của thảm họa và nhu cầu tái thiết sau thảm họa quá lớn khiến chính phủ không thể tẩy chay Yakuza. Tạp chí Yakuza Yamaguchi Gumi là tổ chức Yakuza lớn nhất Nhật Bản. Yamaguchi Gumi
đã phân phát những trang tin cho gần 28.000 thành viên với cái tên Yamaguchi Gumi Shimbo. Tờ tạp chí này bao gồm các bài thơ haiku và những bài viết về câu cá. Trong đó có bài xã luận của lãnh đạo băng đảng chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn cho tổ chức. Số thành viên Yakuza giảm nên tạp chí được xem là một cách khích lệ tinh thần cho các thành viên. Tạp chí trên hiện chưa được bán công khai ra ngoài thị trường mà mới chỉ được phát hành riêng cho các thành viên trong nhóm vì sợ thông tin bị lộ ra ngoài. Chặt ngón tay. Một điều đặc biệt của các thành viên Yakuza có thể nhận dạng dễ dàng đó là phần lớn đều có ngón tay út ngắn hơn bình thường. Nếu một thành viên Yakuza làm ông chủ không hài lòng, hình phạt mà người đó phải nhận là bị chặt đứt đốt cuối của ngón tay út. Nếu tái phạm lần hai thì bị chặt đứt đốt thứ hai của ngón tay đó. Thêm một lần mang trọng tội nữa thì hình phạt sẽ được áp dụng tương tự với ngón tay áp út. Nhằm tránh bị người ngoài phát hiện, nhiều thành viên của Yakuza đã tìm cách làm ngón tay giả. Chính nhu cầu này đã sinh ra một nghề kỳ lạ ở Nhật Bản, đó là nghề làm ngón tay giả cho các thành viên Yakuza. Giáo sư Alan Roberts, một chuyên gia về da đến từ Anh, với nghề làm chân tay giả đã được các cựu thành viên của Yakuza đặt biệt danh là ông ngón tay. Hình xăm. Một trong những hình ảnh mang tính biểu tượng nhất của Yakuza là nghệ thuật xăm phức tạp trên toàn bộ cơ thể. Hình thức xăm này sử dụng phương pháp truyền thống bằng tay chèn mực dưới da, được gọi là Izezumi. Các hình xăm này được xem là một dấu hiệu của lòng dũng cảm bởi sự đau đớn cho phương pháp này gây ra. Trong những năm gần đây, số lượng những người không phải Yakuza muốn xăm theo phong cách này đã tăng lên đáng kể, phổ biến là hình xăm rồng, núi đồi và phụ nữ. Tham gia thi cử. Năm 2009, Yamaguchi Gumi đưa ra một bài thi dài 12 trang cho các thành viên chính của mình. Động thái này nhằm diễn ra sau khi chính phủ Nhật Bản thông qua một đạo luật nghiêm khắc đối với các tội phạm có tổ chức. Bài kiểm tra này giúp các thành viên của Yamaguchi Gumi tránh được những rắc rối nhờ nắm rõ luật pháp. Các chủ đề của bài thi khá toàn diện, từ chất thải công nghiệp bị chôn lấp cho tới ăn cắp xe. Hình ảnh một băng đảng xăm trổ đầy mình ngồi trong phòng thi có thể là một điều khá thú vị đối với những người phương Tây. Nghi lễ gia nhập. Yakuza có một cơ cấu lãnh đạo phức tạp và phải từ thấp đến cao. Thành viên mới bắt buộc phải tham gia một buổi lễ mà ở đó, người này sẽ phải chích máu từ ngón tay trỏ và nhỏ máu lên bức hình của một vị thánh. Bức hình sau đó sẽ được đốt cháy trên bàn tay của người xin nhập hội, trong khi anh ta thề trung thành với tổ chức tội phạm. Trong lễ kết nạp của Yakuza, máu được tượng trưng bởi sake, rượu vang đỏ. Thủ lĩnh và người xin gia nhập ngồi đối diện với nhau trong khi rượu của họ được chuẩn bị. Sake được trộn với muối và vẩy cá, sau đó được rót cẩn thận vào các chén. Chén của thủ lĩnh được rót đầy tới miệng cho phù hợp với đẳng cấp của người đó. Thành viên mới được rót ít hơn. Họ uống một chút rồi đổi chén cho nhau, và người này lại uống cạn chén rượu của người kia. Khi đó, người xin gia nhập đã chứng tỏ được sự tận tụy của mình đối với ông chủ. Kể từ thời khắc đó, vợ và các con của người gia nhập đều phải có bổn phận đối với ông chủ. Yakuza tham gia chính trị. Năm 2012, Bộ trưởng Tư pháp của Nhật Bản, Keisu Tanaka, đã buộc phải từ chức sau khi bị cáo buộc có dính líu tới Yakuza. Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền ở Nhật 54 năm, được cho là có những liên kết rộng rãi với các Yakuza. Thủ tướng Nobusuke Kishi cũng từng có quan hệ chặt chẽ với Yamaguchi Gumi. Năm 1971, ông cùng với các chính trị gia khác bảo lãnh cho một lãnh đạo Yamaguchi Gumi bị kết tội giết người. Vị thủ tướng này cũng tham dự các đám tang và đám cưới của giới Yakuza. Các thành viên Yakuza hoạt động như các nhân viên và vệ sĩ trong cuộc bầu cử. Ngoài ra, các băng nhóm Yakuza có thể đảm bảo một số lượng nhất định các phiếu bầu cho ứng cử viên yêu thích của họ. Chủ tịch của một băng đảng Yakuza ở Kyoto khoe khoang rằng ông nắm trong tay 30.000 phiếu bầu cho một thống đốc nhất định. Có ít nhất 4 thủ tướng khác bị nghi ngờ liên quan đến Yakuza. Đáng chú ý nhất, Noboru Takeshita
người lên nắm quyền vào năm 1987. Thẳng tay trừng trị Yakuza. Yamaguchi Gumi là tổ chức Yakuza lớn nhất xứ sở mặt trời mọc. Bang đảng này là mục tiêu trừng phạt của chính phủ Mỹ trong cuộc chiến dịch truy quét tội phạm có tổ chức. Công dân Mỹ không được phép giao dịch với Kenichi Shinoda, kẻ đứng thứ bảy trong danh sách trùm tội phạm hàng đầu thế giới, cùng với Kiyoshi Takayama. Đồng thời, chính phủ Mỹ đã đóng băng tất cả tài sản của họ ngay tại quốc gia này. Trước đó, chính phủ Nhật Bản cũng đã tuyên bố mức phạt cho những doanh nghiệp tự nguyện liên kết với bất kỳ tổ chức nào của Yakuza. Sau một thời gian dài nỗ lực, biện pháp này cũng mang lại một phần hiệu quả. Tuy nhiên, Shinoda đã lên tiếng về vấn đề này. Nếu Yamaguchi Gumi tan rã, trật tự công cộng sẽ tồi tệ đi ngay lập tức. Có thể thấy, Yakuza là một tổ chức tội phạm khét tiếng tại Nhật Bản và trên toàn thế giới. Tổ chức này ra đời từ rất lâu và hoạt động phi pháp tại Nhật. Sức ảnh hưởng của các Yakuza đến xã hội Nhật Bản không hề nhỏ. Hoạt động của tổ chức này rộng khắp trên nhiều lĩnh vực và có tầm ảnh hưởng đến chính trị. Tổ chức này vẫn hoạt động cho đến ngày nay, tuy nhiên không còn công khai như trước. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.